Vừa rồi thì đang nói đến là cứ ai có nốt ruồi ở cái vùng 17 này, hai bên mép miệng này là hay bị tiểu đêm. Chị sao? Chị bị chuẩn luôn đấy, chuẩn luôn bị đi tiểu đêm rất nhiều lần. Chuẩn luôn đấy. Một đêm chị một đêm nói chung là cứ một tiếng chị bị dậy, nhìn đồng hồ là ví dụ 1 giờ dậy xong lại 2 giờ trời. Mở mắt xong lại 3 giờ thế mở thì mắt, còn gì là giấc đấy. Ngủ nữa. Thế nhưng mà xong vào chị lại ngủ được luôn bình thường. Thế là chị may chị còn may đấy, chị còn may chị ngủ được đấy. Có người là thức luôn cứ như thế. Bao nhiêu năm rồi chị? Phải mấy năm rồi đấy, nhưng mà lúc lâu chị chưa rồi. Đi như thế không, vừa rồi chị còn đi châm cứu. Yeah. Nghe một bà kể chuyện là bà đi tiểu không tự chủ, sợ quá phải đóng bỉm mà uống thuốc phải mất mấy chục triệu một cái đơn ý. Thế là thôi chị sợ quá chị đi lên chị bộ đội mà, thế lên trạm xá thì nhờ anh đấy anh châm cứu cho. Anh châm cứu hết cái vùng này này. Yeah. Thế nhưng mà chị anh cứ bắt cười còn xấu. Thế xong là châm được 1 tuần rồi chị không đi châm nữa. Lại về nghỉ như thế. Xong là bây giờ hôm qua thấy véo véo này, hôm qua chị véo thì đêm qua chị không bị. Đêm qua không bị thật à? Đêm qua không bị thật. Tối qua về cứ véo véo này, xong véo đây. Đêm bảy này. Thế thì đúng cả đêm không bị, nhưng mà lúc bắt đầu đi ngủ nhá, chị đã hơi buồn rồi nhưng mà chị lười dậy, không muốn đi nữa, thế thôi ngồi véo này. Rồi. Béo. Tức là cả đêm không ngủ. Thế đêm qua không bị đi là. Thế cách đêm trước một đêm chị mấy bao đấy, lần chị đi? Cứ một tiếng chị dậy một trời lần ơi, mà. Một đêm thế này hàng 7-8 tiếng à? 7-8 lần à? Tại vì chị toàn ngủ muộn thôi, khoảng 12 giờ, 12 rưỡi chị bình thường. Thế khoảng 6 tiếng à? Đấy. 6 lần dậy à? Đấy, thì cứ như được. Thế thì 5 rưỡi, 6 giờ chị đã dậy bình thường. Thì rằng thì kể hồi 2010 đến bây giờ nó lại mọc lại. Thế là thôi. Tức là lúc chị tẩy đi nó không còn thì đồng thời không còn đi tiểu đêm không nữa. Không bị đi tiểu đêm mấy, xong đến lúc nó mọc lên. Mọc lên lại bị đi tiểu thì đêm. Thì lại bị mấy năm nay. Mấy năm nay. Từ lúc nó mọc ấy. À. Hồi tôi đi liên tục thế, không tiếng một lần quá. Sợ. Không đúng thật mà. Đây này chị bị hai cái nốt rồi đây, hai cái song song này. Bây giờ chị mới mọc một cái này, lại mọc thêm một cái này. Cái này đang hỏi thầy là không biết là bị bệnh gì ở cái chỗ này đây. Okay. Thế mới hỏi là xăm mất gừng đấy, thế nên mua cái kim xăm mất gừng ấy. Okay.